Xin chào tất cả phụ huynh và cùng các em. Hôm nay thầy sẽ dạy 50 bộ đề kiểm tra toán lớp 2. Chúng ta qua hôm nay làm đề số 13, bài số 1. 744 tới 745, 746, 747, 748, 740, 9, 705, 50, 888, 800, 89, 890. Ta cộng 1 thì 891, cộng 1 là 890, 12, 890, 3, 890, 4, 895. Bài này là 988, 990. Thì chúng ta thấy nó tăng dần không? Nó tăng dần. Như vậy thì cái này chúng ta lưu lại một cái, chúng ta trừ ra một cái thì trừ ra một đơn vị là 987. 988 cộng 1 là 989, 990 cộng 1 là 991, 992, 993, 994, 990, 15. Chúng ta qua bài số 2, tính nhẩm. Nhẩm này thì hầu như là chúng ta thuộc bảng cửu chương thì chúng ta sẽ làm được. 2 nhân 7 là bằng là 14, đây là bảng cửu chương 2. Rồi. 18 là chia 2 là bằng là 9. 24 là chia 3 là bằng là 8. 3 nhân 5 là 10, 15. 3 nhân 7 là 21. 27 mà thì chia 3 là bằng là 9. 5 nhân 7 là bằng là 35. 5 nhân 5 là bằng là 25. 4 nhân 7 là 28. 36 là chia 4 là bằng là 9. 32 là chia cho 4 là bằng là 8. 30 là chia 3 là bằng là 10. 5 nhân 9 là bằng là 45. 50 thì chia cho 5 là bằng là 10. 4 nhân 3 là bằng là 12. 30 là chia 5 là bằng là 6. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 3, tô màu 1/4 số hình. 1/4 này chúng ta hiểu là như thế nào? Có nghĩa là một cái vật gì đó, một cái bánh hoặc là một cái gì đấy, người ta chia làm 4 phần bằng nhau. Nhớ là phải 4 phần bằng nhau nghe. Số 1 này người ta họ lấy một phần. Thì đây là 1 phần, 2 phần, 3 phần, 4 phần. Chúng ta sẽ tô một. Chúng ta tô bất kỳ cái phần nào cũng được. Miễn sao chúng ta tô một phần thôi nha, chứ đừng có tô nhiều là sai. Rồi, 1. Đây là 1/3. Cái này thì chúng ta sẽ chia theo nhóm hoặc là theo cột hoặc theo hàng. Cái này thì chia theo cột, 1 cột, 2 cột, 3 cột đó, tương ứng với lại 3. Mỗi cột là hai cái hình tròn nè. Chúng ta tô cột nào cũng được, cột nào cũng được, nhưng mà chúng ta miễn sao chúng ta sẽ tô hai thôi, chúng ta tô hai cái hình tròn thôi, chứ tô nhiều quá là sai. Tô hình này với hình này cũng được, hình này với hình này cũng được, hai hình này cũng được, hai hình này cũng được, miễn sao chúng ta tô hai thôi. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 4, đặc tính đầu tính. 470, 13 ta cộng với là 206. 3 cộng 6 là bằng là 9, 7 cộng 0 là bằng là 7, 4 cộng 2 là bằng là 6. 867 ta trừ cho 310, 14. 7 trừ 4 là bằng là 3, 6 trừ 1 là bằng là 5, 8 trừ 3 là bằng là 5. 524 ta cộng với 230, 11, 4 cộng 1 là bằng là 5, 2 cộng 3 là 5, 5 ta cộng với 2 là bằng là 7. 839 ta trừ cho 710, 15, 9 trừ 5 là bằng là 4, 3 ta trừ 1 là bằng 2, 8 ta trừ cho 7 là bằng là 1.
Bài số 5, 9 đã cộng cho 6, 9 cộng 6 là bằng là 15. 15 là trừ cho 7 là bằng là 8. 14 mà ta trừ cho 8 là bằng là 6. 6 ta cộng 7 là bằng là 13. 8 cộng 8 là bằng là 16. 16 mà ta trừ cho 9 là bằng là 7. 13 mà ta trừ 6 là bằng là 7. 7 là cộng 9 là bằng là 10, 16. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 6. Điền dấu lớn, dấu bé, dấu bằng, tích hợp vào chỗ chấm. Cái này chúng ta không cần đổi, tại vì hai cái đơn vị này nó khác nhau nhưng mà hai con số này nó giống nhau. Hai con số giống nhau nhưng mà đơn vị này nó lớn hơn đơn vị này, tại vì đơn vị này là decimate còn đơn vị này là centimate. Còn không thì chúng ta sẽ đổi ra. Ta lấy là 10 decimate ta đổi ra là centimate là bằng là 100. Nè, 100 cm. 100 cm, bên này có 10 cm nè, bên này sẽ lớn hơn. Bài này 999 mấy, còn bên này là 1 km. 1 km chúng ta sẽ đổi ra là bằng là 1.000. 1.000 mấy. 1.000 là bên này là số này là có 1, 2, 3, 4 chữ số. Còn số bên này là có 3 chữ số à. Như vậy là số có 3 chữ số bé hơn số có 4 chữ số. Bài này là 40 cm ta cộng với 60 cm thì bằng 100. 100 cm. 100 cm mà bên này là 1 mét. 1 mét này chúng ta sẽ, cái này 1 thì cái này chúng ta sẽ đổi ra là bằng là 1 mét. Còn 2 thì cái này chúng ta giữ nguyên, còn này chúng ta sẽ đổi ra. Ta lấy 1 mét ta đổi ra là bằng là 100 cm. Bên này 100, bên này 100 cm thì vậy là bằng nhau. Bài này là 100 cm ta cộng với là 1 cm, như vậy là bằng là 101 cm. Đó. Còn bên này chúng ta sẽ đổi ra được là 100 cm. Bên này 101, còn một bên là 100, như là bên này lớn hơn. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài số 7, giải toán câu A. Trong sân nhà có 5 hàng cây bông, mỗi hàng có là 10 cây bông, ở trong sân nhà có bao nhiêu cây? Rồi chúng ta đọc lại cái đề này. Trong sân nhà có 5 hàng cây bông, 5 hàng, và mỗi hàng là 10, 10 cây. Như vậy là hỏi là bao nhiêu, ta lấy 5 ta nhân cho 10. Số cây trong sân nhà có là, này thêm chữ bông vô cho nó dễ, cho nó hai hơn tí. Số cây bông trong sân nhà có là 5 hàng mà mỗi hàng là 10. Ta lấy 5 nhân 10 là bằng là 50 cây bông. Đáp số năm mươi cây bông. Chúng ta qua bài tiếp theo là bài B. Cuộn dây đỏ dài là 856 mét, cuộn dây xanh dài ít hơn cuộn dây đỏ là 244 mét. Hỏi cuộn dây xanh dài bao nhiêu mét? Dây đỏ là dài bấy nhiêu? Như vậy là cuộn dây xanh dài ít hơn cuộn dây đỏ là bấy nhiêu? Người ta lấy này ta trừ này ra thì ra cuộn dây dây xanh. Số mấy cuộn dây xanh dài là, số mấy cuộn dây xanh dài là, ta lấy là 856 ta trừ cho 244 bằng 6 trừ 4 là bằng là 2. 8 ở quay 5, 5 ta trừ 4 còn 1, 8 trừ 2 là bằng là 6. 612 mấy
Đáp số 610 12 mấy. Chúng ta qua trang tiếp theo. Bài số 8, khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. À, kết quả đúng. 21 ta chia 3 bằng 7. À, cái này quá đơn giản. Nào. Câu B. Bài số 9, đo rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm. À, cái thước này người ta họ thiết kế là ngay chỗ này không có vạch nha. Chúng ta đừng có để đo như thế này. Chúng ta lui ra con số 0 nó ngay chỗ cái vạch cần đo. Cái này là 2 cm này. À. Rồi cái đoạn này cũng là 2 cm này. Đoạn này nó cũng là 2 cm này. Rồi đoạn này cũng là 2 cm này. Rồi đoạn này bao nhiêu? 1 thì chúng ta sẽ cộng, 2 chúng ta sẽ đo cũng được. 2 cộng 2 4, 4 2 6, 6 2 8. Còn không chúng ta đo. Đây, 8 cm. Nè, đây số 8 này. Nhà cái này là 8 cm. Bài học hôm nay chúng ta kết thúc tại đây. Các em nhớ đăng ký kênh có thể để nhận được những bài học mới tiếp theo nhé. Xin chào các em. Các em muốn tìm bài học đề thi bài kiểm tra thì dưới bất kỳ clip nào của thầy cũng có phần mô tả, trong phần mô tả thì để sẵn link của blog, trong blog thầy dạy rất nhiều các đầu sách, các em vào đó các em tìm bài nhé. Chúc các em học tốt.